Cách làm gan bò xào đậu que đậm đà tròn vị, cả nhà thích mê cùng dậy nấu ăn vlog khám phá sự kết hợp mới lạ từ gan bò và đậu que qua cách làm gan bò xào đậu que đậm đà tròn vị. Cả nhà thích mê dưới đây nhé. Chuẩn bị 25 phút chế biến 15 phút dành cho 2 đến 3 người với những nguyên liệu quen thuộc. Cùng công thức hấp dẫn được mình chia sẻ ngay bài viết này sẽ giúp bạn hô biến gan bò và đậu que thành một món ăn tuyệt hảo, đậm đà tròn vị. Làm phong phú thêm thực đơn món ngon mỗi ngày của gia đình bạn. Một nguyên liệu làm món gan bò xào đậu que 500g gan bò 200g đậu que 5 tép tỏi, 3 trái ớt gia vị, nước tương, đường, muối, bột ngọt tiêu mẹo hay, nên chọn những miếng gan có màu đỏ sẫm, cho cảm mềm mịn, đàn hồi tốt khi nhấn tay vào. Không nên chọn gan có màu sắc lạ như màu gạch, vàng hoặc bạc trắng, nhấn vào thấy não. Vết nhất không phồng lên trở lại. Đậu que nên chọn loại có cuống còn xanh tươi, dáng thuôn dài, không bị mềm dẻo, quá to hay quá bóng mượt hai cách làm món gan bò xào đậu que bước một sơ chế tẩm ướp gan bò sơ chế tẩm ướp gan bò tỏi lột vỏ ớt rửa sạch băm nhuyễn ớt và tỏi chung với nhau rồi cho ra chén riêng rửa sạch gan bò qua hai lần nước sạch Ngâm gan bò vào nước muối loãng 10 phút thì vớt ra để ráo. Khi gan ráo nước tiến hành cắt thành từng lát mỏng vừa ăn ướp vào gan bò đã cắt lát một nửa phần tỏi ớt vừa băm, một muỗng cà phê đường. Một muỗng cà phê bột ngọt, một phần hai muỗng cà phê muối, một muỗng canh nước tương rồi đảo đều. Để trong 20 phút cho gia vị được thấm vào gan. Bước 2 sơ chế đậu que rửa sạch. Lặt bỏ hai đầu đậu que rồi cắt khúc vừa ăn cho đậu que vào rửa sơ với nước muối loãng một lần nữa rồi vớt ra để ráo. Cho một lít nước vào chảo. Đợi nước sôi luộc đậu que trong 10 phút rồi vớt đậu ra đĩa. Đổ bỏ nước vừa luộc. Bước 3 xào gan bò và đậu que bắc chảo lên bếp. Đợi chảo nóng cho ba muỗng canh dầu ăn và phần tỏi ớt băm còn lại vào phi thơm thấy tỏi thơm vàng thì cho gan bò vào, xào gan bò trong lửa lớn, đảo đều tay tránh để gan bị cháy khét. Sau khi gan săn lại, cho đậu que vào xào đều, lúc này hạ lửa vừa, đảo tay nhanh để gan và đậu que được thấm đều gia vị với nhau. Nêm nếm lại lần nữa. Nếu đã vừa ăn thì cho một phần hai muỗng cà phê tiêu vào rồi tắt lửa, cho thành phẩm ra đĩa. Bước 4 thành phẩm món gan bò xào đậu que đã hoàn thành với sự kết hợp giữa gan bò vừa dai dai, thơm lừng, đậm vị. Đậu que được cắt vừa ăn, vẫn giữ được màu xanh tươi do được trần sơ qua nước sôi, giòn giòn, ngọt ngọt sẽ khiến bạn khó mà buông đũa. Ba thưởng thức món gan bò xào đậu que thường thích hợp dùng ăn với cơm nóng bạn có thể làm thêm một chén nước tương tỏi ớt để chấm kèm, giúp tăng thêm vị đậm đà cho món ăn. Miếng gan lát mỏng Săn lại vừa ăn, đậu que cắt khúc giòn ngọt cùng với vị thơm mặn của nước tương tỏi ớt sẽ làm bạn thích mê. Cách làm gan bò xào đậu que đậm đà tròn vị mà dậy nấu ăn vừa lốc chia sẻ đến bạn chắc hẳn sẽ khiến gia đình bạn có một bữa ăn ngon miệng chúc bạn thực hiện thành công và hãy theo dõi mình để đón đọc những công thức nấu ăn vô cùng hấp dẫn và mới lạ nhé cách làm gan bò xào đậu que đậm đà tròn vị cả nhà thích mê cùng dậy nấu ăn vlog khám phá sự kết hợp mới lạ từ gan bò và đậu que qua cách làm gan bò xào đậu que đậm đà tròn vị cả nhà thích mê dưới đây nhé chuẩn bị 25 phút chế biến 15 phút dành cho 2 đến 3 người với những nguyên liệu quen thuộc. Cùng công thức hấp dẫn được mình chia sẻ ngay bài viết này sẽ giúp bạn hô biến gan bò và đậu que thành một món ăn tuyệt hảo, đậm đà tròn vị. Làm phong phú thêm thực đơn món ngon mỗi ngày của gia đình bạn. Một nguyên liệu làm món gan bò xào đậu que 500g gan bò 200g đậu que 5 tép tỏi 3 trái ớt gia vị, nước tương, đường, muối, bột ngọt. Tiêu mẹo hay nên chọn những miếng gan có màu đỏ sẫm, cho cảm mềm mịn, đàn hồi tốt khi nhấn tay vào. Không nên chọn gan có màu sắc lạ như màu gạch vàng hoặc bạc trắng, nhấn vào thấy não vết nhất không phồng lên trở lại. Đậu que nên chọn loại có cuống còn xanh tươi, dáng thuôn dài, không bị mềm dẻo, quá to hay quá bóng mượt. Hai cách làm món gan bò xào đậu que bước một sơ chế. Tẩm ướp gan bò sơ chế, tẩm ướp gan bò tỏi lột vỏ, ớt rửa sạch, băm nhuyễn ớt và tỏi chung với nhau rồi cho ra chén riêng. Rửa sạch gan bò qua hai lần nước sạch. Ngâm gan bò vào nước muối loãng 10 phút thì vớt ra để ráo. Khi gan ráo nước tiến hành cắt thành từng lát mỏng vừa ăn. Ướp vào gan bò đã cắt lát một nửa phần tỏi ớt vừa băm, một muỗng cà phê đường. Một muỗng cà phê bột ngọt, một phần hai muỗng cà phê muối, một muỗng canh nước tương rồi đảo đều để trong 20 phút cho gia vị được thấm vào gan. Bước 2 sơ chế đậu que rửa sạch. Lặt bỏ hai đầu đậu que rồi cắt khúc vừa ăn. Cho đậu que vào rửa sơ với nước muối loãng một lần nữa rồi vớt ra để ráo. Cho một lít nước vào chảo. Đợi nước sôi luộc đậu que trong 10 phút rồi vớt đậu ra đĩa. Đổ bỏ nước vừa luộc. Bước 3 xào gan bò và đậu que bắc chảo lên bếp. Đợi chảo nóng cho 3 muỗng canh dầu ăn và phần tỏi ớt băm còn lại vào phi thơm. Thấy tỏi thơm vàng thì cho gan bò vào, xào gan bò trong lửa lớn, đảo đều tay tránh để gan bị cháy khét sau khi gan săn lại, cho đậu que vào xào đều, lúc này hạ lửa vừa, đảo tay nhanh để gan và đậu que được thấm đều gia vị với nhau. Nêm nếm lại lần nữa. Nếu đã vừa ăn thì cho một phần hai muỗng cà phê tiêu vào rồi tắt lửa, cho thành phẩm ra đĩa. Bước 4 thành phẩm món gan bò xào đậu que đã hoàn thành với sự kết hợp giữa gan bò vừa dai dai, thơm lừng, đậm vị. Đậu que được cắt vừa ăn, vẫn giữ được màu xanh tươi do được trần sơ qua nước sôi, giòn giòn, ngọt ngọt sẽ khiến bạn khó mà buông đũa. Ba thưởng thức món gan bò xào đậu que thường thích hợp dùng ăn với cơm nóng bạn có thể làm thêm một chén nước tương tỏi ớt để chấm kèm, giúp tăng thêm vị đậm đà cho món ăn. Miếng gan lát mỏng Săn lại vừa ăn, đậu que cắt khúc giòn ngọt cùng với vị thơm mặn của nước tương tỏi ớt sẽ làm bạn thích mê. Cách làm gan bò xào đậu que đậm đà tròn vị mà dậy nấu ăn vừa lốc chia sẻ đến bạn chắc hẳn sẽ khiến gia đình bạn có một bữa ăn ngon miệng chúc bạn thực hiện thành công và hãy theo dõi mình để đón đọc những công thức nấu ăn vô cùng hấp dẫn và mới lạ nhé cách làm gan bò xào đậu que đậm đà tròn vị cả nhà thích mê cùng dậy nấu ăn vlog khám phá sự kết hợp mới lạ từ gan bò và đậu que qua cách làm gan bò xào đậu que đậm đà tròn vị cả nhà thích mê dưới đây nhé chuẩn bị 25 phút chế biến 15 phút dành cho 2 đến 3 người với những nguyên liệu quen thuộc. Cùng công thức hấp dẫn được mình chia sẻ ngay bài viết này sẽ giúp bạn hô biến gan bò và đậu que thành một món ăn tuyệt hảo, đậm đà tròn vị. Làm phong phú thêm thực đơn món ngon mỗi ngày của gia đình bạn. Một nguyên liệu làm món gan bò xào đậu que 500g gan bò 200g đậu que 5 tép tỏi 3 trái ớt gia vị, nước tương, đường, muối, bột ngọt. Tiêu mẹo hay nên chọn những miếng gan có màu đỏ sẫm, cho cảm mềm mịn, đàn hồi tốt khi nhấn tay vào. Không nên chọn gan có màu sắc lạ như màu gạch vàng hoặc bạc trắng, nhấn vào thấy não vết nhất không phồng lên trở lại. Đậu que nên chọn loại có cuống còn xanh tươi, dáng thuôn dài, không bị mềm dẻo, quá to hay quá bóng mượt. Hai cách làm món gan bò xào đậu que bước một sơ chế. Tẩm ướp gan bò sơ chế, tẩm ướp gan bò tỏi lột vỏ, ớt rửa sạch, băm nhuyễn ớt và tỏi chung với nhau rồi cho ra chén riêng. Rửa sạch gan bò qua hai lần nước sạch. Ngâm gan bò vào nước muối loãng 10 phút thì vớt ra để ráo. Khi gan ráo nước tiến hành cắt thành từng lát mỏng vừa ăn. Ướp vào gan bò đã cắt lát một nửa phần tỏi ớt vừa băm, một muỗng cà phê đường. Một muỗng cà phê bột ngọt, một phần hai muỗng cà phê muối, một muỗng canh nước tương rồi đảo đều để trong 20 phút cho gia vị được thấm vào gan. Bước 2 sơ chế đậu que rửa sạch. Lặt bỏ hai đầu đậu que rồi cắt khúc vừa ăn. Cho đậu que vào rửa sơ với nước muối loãng một lần nữa rồi vớt ra để ráo. Cho một lít nước vào chảo. Đợi nước sôi luộc đậu que trong 10 phút rồi vớt đậu ra đĩa. Đổ bỏ nước vừa luộc. Bước 3 xào gan bò và đậu que bắc chảo lên bếp. Đợi chảo nóng cho 3 muỗng canh dầu ăn và phần tỏi ớt băm còn lại vào phi thơm. Thấy tỏi thơm vàng thì cho gan bò vào, xào gan bò trong lửa lớn, đảo đều tay tránh để gan bị cháy khét sau khi gan săn lại, cho đậu que vào xào đều, lúc này hạ lửa vừa, đảo tay nhanh để gan và đậu que được thấm đều gia vị với nhau. Nêm nếm lại lần nữa. Nếu đã vừa ăn thì cho một phần hai muỗng cà phê tiêu vào rồi tắt lửa, cho thành phẩm ra đĩa. Bước 4 thành phẩm món gan bò xào đậu que đã hoàn thành với sự kết hợp giữa gan bò vừa dai dai, thơm lừng, đậm vị. Đậu que được cắt vừa ăn, vẫn giữ được màu xanh tươi do được trần sơ qua nước sôi, giòn giòn, ngọt ngọt sẽ khiến bạn khó mà buông đũa. Ba thưởng thức món gan bò xào đậu que thường thích hợp dùng ăn với cơm nóng bạn có thể làm thêm một chén nước tương tỏi ớt để chấm kèm, giúp tăng thêm vị đậm đà cho món ăn. Miếng gan lát mỏng Săn lại vừa ăn, đậu que cắt khúc giòn ngọt cùng với vị thơm mặn của nước tương tỏi ớt sẽ làm bạn thích mê. Cách làm gan bò xào đậu que đậm đà tròn vị mà dậy nấu ăn vừa lốc chia sẻ đến bạn chắc hẳn sẽ khiến gia đình bạn có một bữa ăn ngon miệng chúc bạn thực hiện thành công và hãy theo dõi mình để đón đọc những công thức nấu ăn vô cùng hấp dẫn và mới lạ nhé